Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Học khu Huntington Beach Union High School District Eli Japan chuyên cung cấp dịch thảo sản xuất 100% tại Nhật 714-787-9362 Hai bánh xó sực mập Muffin with Eggs chỉ có 5 đồng 50 cent tại McDonald's Giá cả và địa điểm có thể khác nhau giá bình thường nếu mua một cái Như hiệu và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV. Phát hình live trên băng tần KDOC miền Nam Cali 56.10, miền Bắc Cali là 16.11 và vùng Houston, Texas là 27.6. Và chương trình của chúng tôi cũng được đăng livestream trực tiếp trên Lido Sài Gòn TV.com Quý vị quá bận rộn không thể coi trực tiếp, có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube và Facebook của Đài để theo dõi các chương trình mà chúng ta bị bỏ lỡ. Ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 21 tây tháng 10 năm 2022. Một lần nữa thì gửi lời chào đặc biệt đến quý vị nào đang theo dõi chương trình. Em xin gửi lời chào đến chị Như Huyền. Cảm ơn Lê Thái, chào Lê Thái. Sáng thứ Bảy ngày hôm nay rất vui được gặp lại, à, gặp lại Lê Thái thưa quý vị. Và một tuần hai chị em mới được gặp nhau và ngày hôm nay như huyền rất vui được gặp lại quý vị và hy vọng quý vị có một ngày thứ bảy về chủ nhật rất là vui vẻ và cũng như thường lệ như huyền và lê thái sẽ đưa đến những cái bản tin rất là gần gũi vui vẻ và mới lại cho quý vị ngày hôm nay lê thái có gì không à, dạ vâng cái à, kính thưa quý vị như chúng ta đã biết thì càng ngày cái vấn đề mà chúng ta lái những cái phương tiện mà lưu thông ở trên đường giao thông ở trên đường á thì nó càng ngày nó càng một tân tiến và Lê Thái cũng không bài bác xe xăng mà cũng chúng chẳng là chúng ta ủng hộ xe điện như thế nào nhưng thật sự là thực tế cho thấy là hiện nay là cái xe điện nó đang lên ngôi rất là nhiều ừ. và có một cái thời gian mà từ cách đây khoảng chừng mười mấy hai chục năm trước ấy, thì trong đầu Lê Thái lúc nào cũng nghĩ là tưởng tượng tại vì mình nghe có vấn đề người ta nói là về năng lượng mặt trời à thì tại sao là phải sử dụng xe điện mà tại sao là phải bỏ cục pin vô trong đó rồi mà phải ghim sạc giống như những bé với cái đồ chơi mình sạc vậy tại sao người ta không làm một cái gì đó giống như là lấy năng lượng từ cái chiếc xe hơi rồi người ta đưa vô trong trong chiếc xe hơi ừ. rồi nó tự nó lưu thông chúng ta không cần phải sạc thì nó khỏe hơn à, ngày nay thì đó là những cái gọi là những cái giấc mơ hoặc là những cái suy nghĩ ảo tưởng mà mình cứ ừ. nghĩ là sẽ không bao giờ có nhưng thật sự thưa quý vị ngày hôm nay một cái thông tin vô cùng mới là thắm gửi đến quý vị một chiếc xe hơi chạy bằng solar năng lượng mặt trời và có thời gian có vận tốc nó chạy hơn 700 km mà không cần phải sạc trong vòng đó từ 700 cho đến 1.000 km wow oh, that's a lot. khi mà đọc cái tin này em cũng nói em phải nói wow luôn wow. quá quá tuyệt vời luôn và em nghĩ rằng là tương lai về sau em nghĩ là tất cả những chiếc xe hơi em cũng sẽ sử dụng về cái solar cái năng lượng mặt trời nó gắn ở phía trên cái trần cái mua xe để mà có thể di chuyển được trên những cái cung đường ở khắp nơi trên thế giới. Kính thưa quý vị, xe này có tên là Stella Terra. Đây là một cái loại xe địa hình năng lượng mặt trời đầu tiên ở trên thế giới và nó hoàn thành cái chuyến thử nghiệm xuyên qua Morocco và sa mạc Sahara vào đầu tháng 10 vừa qua. Và Stella Terra có hai chỗ ngồi do các sinh viên tại trường Đại học Công nghệ Eindhoven thiết kế và theo tạp chí Guardian hôm ngày 17 tháng 10 vừa qua đưa tin thì mà để mà hoàn thành cái chuyến chuyến đi này thưa quý vị thì chiếc xe đã phải vượt qua rất là nhiều cái địa hình thách thức như là một cái bài test một bài kiểm tra cuối cùng với khung xe nó nhẹ và thiết kế mang tính khí động học à, chiếc xe này nó cũng chạy bằng năng lượng do hệ thống pin mặt trời ở trên nóc nó cung cấp nó truyền vào trong xe và có tốc độ tối đa là 145 cây số trên một giờ xe này chỉ nặng là 1.200 kg mà thôi và có phạm vi hoạt động là khoảng là 710 cây số trên một giờ vào ngày nắng nóng. Và theo tạp chí là Wellsport là một cái quản lý của Solar Team at Hoven. Cái công ty này cái công ty này được sử dụng và kể cả cái khung xe nhẹ với các cái tấm pin mặt trời vô cùng hiệu quả đặc biệt thưa quý vị cái tấm pin này nó tân tiến hơn bất cứ cái chiếc xe nào khác trên thị trường hiện nay stella terra nó phải chống chọi với những cái điều kiện địa hình khắc nghiệt đồng thời là phải duy trì những cái tính năng hiệu quả và trọng lượng nhẹ để mà chạy bằng năng lượng mặt trời đó là lý do mà tất cả những người trong cái công tác mà thiết kế và sáng tạo ra chiếc xe này người ta phải tự thiết kế gần như mọi thứ cho chiếc xe stella terra từ cái hệ thống mà treo cho đến cái bộ chuyển đổi do pin mặt trời nó cung cấp và chiếc xe nó cũng trang bị một cái bộ pin lithium ion uh, cho phép hoạt động ở những nơi mà ít nắng với khoảng cách ngắn hơn và năng lượng mà từ hệ thống pin nó thưa quý vị, mặt trời nó ở trên ô tô nó cung cấp đầy đủ điện cho việc mà uh, chúng ta có thể nấu nướng cắm trại hoặc là sạc các thiết bị điện thoại hay là máy ảnh khi mà chúng ta di chuyển hoặc đi camping đi cắm trại với cùng chiếc xe này. Cái bộ tự chuyển đổi của xe nó cũng đạt hiệu suất là 97% trong việc mà biến ánh sáng mặt trời mà cái tấm pin mặt trời này nó hấp thụ được thành điện tích và Stella Terra nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong khoảng là 30% so với dự kiến ban đầu và những người trong cái ban mà uh, thiết kế cái xe này thưa quý vị trong cái đội ngũ này người ta nói rằng người ta hy vọng sẽ có thể truyền cảm hứng để các nhà sản xuất uh, xe hơi như là Land Rover hoặc là BMW làm cho cái công nghiệp uh, của xe hơi nó trở nên bền vững hơn và chiếc xe thật sự là rất là thoải mái khi mà nó vượt những cái địa hình hiểm trở bởi vì nó vô cùng nhẹ và không bị kẹt thưa quý vị và quản lý kỹ thuật của dự án cũng cho biết rằng là quản lý tài chính của dự án vẫn còn rất là nhiều việc phải làm trước khi mà nó tung cái chiếc Stella Terra này ra thị trường và thách thức lớn nhất đối với những người mà chế tạo ô tô năng lượng mặt trời hiện nay đó là cái diện tích mà bề mặt để người ta lắp đặt các cái tấm pin mặt, mặt trời đó để mà lấy cái solar xuống á nó rất là hạn chế và những cái loại pin mà hiệu suất cao nó tạo ra đủ năng lượng để mà cung cấp cho xe chạy trên những cái quãng đường dài lại có chỉ phi, chi phí sản xuất là khá lớn thành ra đây là một cái trở ngại rất lớn cho cái nhóm nghiên cứu này nhưng mà theo lê thái nghĩ cũng như là trong cái tương lai thì chúng ta sẽ chứng kiến những cái dòng xe những dòng chúng ta không còn gọi là dòng xe điện nữa mà chúng ta phải gọi là những solar. dòng xe sâu nó sẽ lưu thông trên khắp tất cả các ngõ ngách của thế giới này uh -huh. và khi đó như huyền và lê thái mỗi chị em mình có một chiếc xe À, không biết là ở trên chạy cái bu nó 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 tính như thế nào, nó có đủ diện tích để mà nó có thể mà lấy năng lượng hay không. Ừ. Nhưng mà em nghĩ rằng đối với cái cách thiết kế như thế này thì em nghĩ là nó sẽ có nhiều cái thiết kế rất là ấn tượng và táo bạo dành cho những cái chiếc xe chạy bằng năng lượng nữa. Mà chỉ nhìn cái hình đó cái xe nó cũng đẹp, cũng dễ thương ha, rất đẹp, là nhưng nhỏ mà cái, như... cái 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 um... cái phọt nó cũng đẹp. Cái phọt rất là đẹp nhưng mà ừ. em nghĩ là sau này nó sẽ rất là tương tiến và ra những cái kiểu dáng đẹp để chúng ta chờ đợi trong tương lai. Đúng rồi, cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, uh, khi nhắc tới San Diego thì quý vị nào sống ở California hoặc là những tiểu bang khác Quý vị biết cách đây 10 năm về trước thì mình khi đi San Diego thì nói giờ yeah, mình đi đâu bây giờ Mình biết đi đâu, mình đi tới những cái thắng cảnh nào Nhưng mà tới bây giờ San Diego rất là đẹp thưa quý vị Nó có rất nhiều chỗ để mà chơi và rất nhiều cái cảng thức ăn, ăn uống nhất là cái bãi biển của nó rất là đẹp nữa Và vừa rồi theo những cái độc giả mà cái giải thưởng vừa rồi đã được trong tuần vừa rồi đó Thưa quý vị, những người họ bầu cái thành phố nào là tốt nhất và đẹp nhất thì San Diego đứng thứ hai, thưa quý vị. thì ngày hôm nay như đưa đến cho quý vị cái lý do tại sao mà San Diego được đứng thứ hai, thì quý vị nào mà ở những tiêu bang khác thì khi tới nơi cũng nhớ tới San Diego, tại vì là một cái thành phố rất là đẹp và họ xây rất là nhiều cái cảng và đổi mới rất là nhiều thưa quý vị, thì nó có những cái bãi biển này những cái văn hóa trải dài. San Diego đã vươn lên trong hàng ngũ để trở thành những cái điểm yêu thích nhất của khách du lịch và cũng như là người dân bản địa và trong vừa rồi thành phố tốt nhất ở Mỹ chiếm vị trí thứ hai đứng sau Chicago mà thôi thưa quý vị và trong vài năm qua San Diego đã gia tăng ra những cái cuộc khảo sát vào năm 2021 những độc giả ở Condé Nast đã xếp hạng San Diego thứ bảy nhưng năm này đã được đứng thứ hai vài năm trước du khách đến San Diego thì họ không biết họ sẽ đi rất là nhiều nơi là biển là và có những khu vực rất là đẹp hiện tại một cái chuỗi khách sạn mới mở ra ở san diego cùng với ẩm thực và những món ăn mexico những địa hải sản ngon nhất và nếm thử tức là tất cả những đủ thứ loại hết thưa quý vị và đứng thứ hai là người ta gọi là sister của san diego đó thưa quý vị đó là los angeles và los angeles bây giờ không bằng san diego nữa đâu thì cái vị trí vừa rồi mà họ xếp hạng đó là chicago đứng thứ nhất sau đó là san diego sau đó là milwaukee và New Orleans và thứ năm là San Francisco cũng rất là đẹp, Boston và sau đó là New York và thứ tám là Nashville, thứ chín là Washington và thứ mười đứng thứ mười là Miami thưa quý vị. Cái giải thưởng vừa rồi đã được độc giả họ dựa trên cái sân bay, thức ăn, thành phố, khách sạn và hiện tại ở San Diego nó có một cái hotel, những cái hotel mới xây ra rất là mới và rất là đẹp và có nhất là view. Ví dụ như là cái Hotel Pantry đứng số 5, Hotel The Coronado đứng số 7 và Hotel ở Del Mar là một trong những hotel có cái view rất là đẹp và rất là đẹp nhất ở San Diego. Và Traveler họ cũng biết rằng San Diego họ cũng viết những cái review, những cái khách sạn và những cái hàng món ăn nó rate rất là cao thưa quý vị. Và như mình ở Khu Avai hoặc là ở Los Angeles khi đi về San Diego chỉ có một tiếng rưỡi hoặc là hai tiếng mà thôi nó rất là mau. Dạ vâng. À, trong tương lai thì em nghĩ là chắc sẽ có rất là nhiều cái resort và cái khách sạn nó sẽ mọc lên rất là nhiều ở San Diego. Chúng dạ. ta có thể rất là nhiều lựa chọn. Nhưng mà đây thấy đặc biệt là thấy rất là thắc mắc là tại sao mà chị Di Huyền suốt ngày chỉ có suốt ngày chỉ có đi tìm những cái review khách sạn rồi chỉ tìm những cái khách sạn những cái phòng nghỉ <laughs> những cái nơi mà gọi là những cái nơi mà gọi là private mà nó đi, đi vô trong nó ở sao mà em không hiểu là tại sao mà chị suốt ngày cứ cái những cái thông tin là chị đi tìm khách sạn thế vậy chị như chào tại vì chị kiếm cho những uh, khán Chíu giả cho của chúng ta Chíu... chứ thôi không... chị kiếm cho chị cho thái cho chị để mình đi chơi và cho khán giả của chúng ta những khán giả của chúng ta đang ở là canada nè úc nè bộ rối hay chớp mắt liên tục <laughs> ha nó dứt... đó giết <laughs> khỏi lê thái không thà phải không chào chị huyền thôi và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi kết thúc phần một cà phê sáng cuối tuần à, quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại